chào mọi nhà, nhà đẹp đầu đường Lê Hôn là ba đường ông Út Khiêm, ngôi nhà hai tầng rất là đẹp luôn. Đẹp, đẹp đấy có nghĩa là có thể là kinh doanh hàng quán chỉ mặt tiền đẹp ạ. Dạ. Đường Lê Hôn chiều giá lạnh 21 độ C, 5-6 giờ chiều, 5 giờ 30 chiều. Lúc này thì cửa Hiện Nhân cũng như cửa Trương Đức phía bên kia đối diện của nội thành Đại Nội thì cũng đã đóng cửa đó, 5 giờ 30 chiều. Thì trong không còn khách, không còn du lịch. 5 giờ 30 là kết thúc giờ tham quan đó. Yeah. Và đường Lê Hôn quay kỳ thêm một chút về đường Lê Hôn, đi chậm một chút về đường Lê Hôn. Chà, có quý khán giả muốn xem hôm lại đường Lê Hôn vào chiều tà này, nhưng mà chiều hôm nay là không có hoàng hôn đâu, chiều là chiều mưa lạnh, mưa phùn gió bất. Đường Lê Hôn bây giờ hàng quán phục vụ ăn uống nhiều lắm, kiểu như là ăn nhanh và ăn nhau á, vài món chỉ ăn chơi nữa. Còn ngoài giống như bốc bia, mọi người bốc bia. Đây là khu vực chợ Thuận Hòa này. Chợ Thuận Hòa thì chiều chiều thì cũng không họp chờ chiều, và chờ họp buổi sáng đó. Chiều thì còn vài cái gian hàng phục vụ, thì còn không bạn không họp chờ đông giống như vào sáng sớm, vào buổi sớm, buổi sáng. Đây là ngã tư đường Thạch Hàn, Lê Hôn. Lê Hôn thì còn thêm một đoạn nữa thôi, thì dạp nhau về đường Triều Quán Phục đó, bên dòng sông Ngự Hà đó.
khu vực đây có cái hồ Tân Miếu. Đây đường Thạch Hãn, bên kia là đường Nguyễn Trãi mọi người. Hai cái hồ song song. Giờ đường là ngắn giờ là đường Yết Kiêu. Cũng thông ra về Lê Hưng. Chờ đây bà con trưng hoa trưng đồ chơi, trực hồ trực nhà có view hồ rất đẹp chứ. Nhà ở đây quang cảnh cũng thanh tịnh thoáng mát nữa. Đó, sóng hồ sóng sóng hai cái hồ. Đó, đường này là sóng sóng là đường Lê Hưng đó. Đây không phải là đường cái Kiệt. Đó, Kiệt. Là mặt trước Lê Hưng mà mặt sau là hồ đó. Điều hồ này thì tổ chức buôn bán hàng ăn, hàng giải khát, hàng thức uống thì thu hút lắm đó. Tiếp tục với tuyến đường phố, đường Nguyễn Trãi. Đó ra kỳ này là mang khó khăn cho nên là hàng quán nhiều mà khách cửa thì ít. Thay đổi mẫu mã hay là cửa hàng liên tục mọi người. Khó khăn. Làm không bày ra làm thì không có việc làm. Bày ra làm thì không có khách thì cũng thua lỗ. Khó khăn. Tùy theo thời buổi. Có hàng quán đẹp biết mấy. Là vắng khách là vắng khách. Quán ăn, quán uống. Ăn rồi mặc. Con đường men theo đi một bên tường thành Âu Mực Khiêm. Chúng ta vẫn đi trong nội thành đó. Cửa vừa rồi đó là cửa thượng nhà đồ. Cái cà phê mọc lên bức loáng này. Kim chi gì ni. Quảng An.
quán ăn bên cạnh quán uống. Tuyệt vời như là ngày xuân ngày Tết. Lạnh 20 độ C mà trời mưa phùn nữa chứ. Mùa mưa, mùa lạnh kéo dài từ trong năm tới đến rã giêng là bà con thấy miền Trung xứ Huế. Nghe tuyệt vời là khiếp luôn. Sâu luôn. Cuối năm mưa, tháng mưa từ tháng 8, tháng 9 năm lịch cho đến tháng chạp. Mưa lên, mưa xuống, lạnh. Rồi ra giêng nắng, gió dọc được vài ngày rồi mưa, rồi lại lạnh. Đó. Qua giêng 2 thì mình, qua tháng 3, tháng 4 trở lên thì lại nắng hạn. Ôi trời, nó lắm. Đủ thứ luôn. Tháng 5 rồi. Khắc nghiệt quá. Đừng có mất khiêm bên tường thành. Êm à chưa? Nhẹ nhàng. Nhà bà con sinh sống ở đây thì yên ổn mà. Yên tĩnh. Ngày đi làm tối về cũng có không gian thanh tịnh nghỉ ngơi, không ồn ào náo nhiệt như các cái tuyến đường phố khác. Rồi em ra cửa hưu nha bà con. Đưa khán giả đi thăm đường chiều nội thành, được lòng vòng vài tiếng đường đó. Video trước em có gửi đến bà con vì nghe thông tin là có những có cái vụ cháy tại ngay bến xe Nguyễn Hoàng, em cũng cập nhật được thông tin để bà con đỡ phải lo. Khi qua đến đó đó thì thấy không gian bị cháy thì cũng đã được kiểm soát rồi. Ngôi nhà nơi bị cháy thì chắc cũng thiệt hại khá nhiều. Tuy nhiên thì xung quanh này cũng không ảnh hưởng chi nhiều với các ngôi nhà bên cạnh. Như vậy thì cũng đỡ đi mọi người. Nên em có cái hình ảnh để cập nhật cho bà con được lo và biết thêm. Ở đây em vừa ra cửa hồ thì đi thẳng luôn thì ta sẽ qua Kim Long, qua cây cầu. Đường cầu này em biết cầu thì chắc là cầu tạm quá, đường Phạm Thị Liên bên kia. Ở đây là đường Vàng Xuân. Cầu băng ngang qua con sông Kẻ Vàng chạy vô đi vào từ cầu Kim Long.
con nước đi vào từ cầu Kim Long. Ở một đoạn đường của Vàng Sống tưởng đi ra Kim Long đó. Chờ ăn hò ăn uống đầu năm khai xuân khai niên khai xuân. Giờ thì đó những hình ảnh chiều nay trời đang mưa lạnh, trời đợt lạnh đầu ngày đầu tháng 3. Chiều chiều em đưa bà con đi lòng vòng vài tuyến phố, được thêm vài hình ảnh đời sống bà con xứ Huế đang phải đối diện với tiết trời lúc nắng lúc mưa. Hy vọng mọi người biết thêm cùng em nha. Và em sẽ còn tiếp tục gửi đến mọi người những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em vui xin chào và hẹn gặp lại bà con. Kim Long Vàng Xuân. Chiều người ta bạn chỉ đem đóng ra. Cha ơi, anh em trẻ bọn ăn vặt mà tồn dễ sợ chứ. Cái xe mà đừng tồn. Cho nên là người đóng lắm đó.